Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin Today Live ngày 13 tháng 2. Như thường lệ thì Today Live sẽ cập nhật thường xuyên đến quý vị những thông tin kịp thời và bổ ích trong mọi mặt của đời sống thường ngày. Và ngày hôm nay với chủ đề đầu tư, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. EVFTA sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm nay. Gia Lai tìm hướng đi cho nông sản. Bé trai dùng tiền để dành mua khẩu trang cho mọi người. Thưa quý vị, ngay sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA vào khoảng 18 giờ theo giờ Việt Nam ngày 12 tháng 2, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thông báo chính thức về những dấu mốc của chặng đường 8 năm đàm phán, đồng thời đề ra những bước tiếp theo để Hiệp định này đưa vào thực thi vào tháng 7 năm nay. Với việc thông qua Hiệp định EVFTA, cả Việt Nam và Liên minh châu Âu đều có những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 8 năm qua. Ngay sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định EVFTA ngày 12 tháng 2, Việt Nam sẽ đẩy nhanh quy trình pháp lý cuối cùng để sớm thông qua EVFTA tại kỳ họp Quốc hội sắp tới và đưa vào thực thi trong tháng 7 năm nay. Bộ Công Thương cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, sự điều hành trực tiếp thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ trong suốt 8 năm đàm phán để đi đến kết quả này. EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho cả Việt Nam và các nước EU. Gần 100% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình khoảng 10 năm. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định thương mại đã được ký. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê cho biết ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra có thể làm tăng giá thuốc y tế, giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên, giá thực phẩm tươi sống, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giá dịch vụ du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí có thể sẽ giảm trong ngắn hạn. Tổng cục Thống kê dự báo trường hợp dịch COVID-19 kết thúc ở quý 1/2020, CPI tháng 2 và tháng 3/2020 sẽ giảm so với tháng trước. Giá xăng dầu, giá ga không tăng so với năm 2019. Giá dịch vụ, giáo dục tăng theo lộ trình tác động làm tăng CPI trong cả năm 0,35%. Dự báo CPI bình quân năm 2020 so với năm 2019 tăng 3,96%. Còn trong trường hợp dịch tiếp tục diễn biến sang quý 2/2020, giá thịt lợn bình quân năm 2020 tăng thêm 10%, tác động vào CPI cả năm khoảng 0,42%, giá xăng dầu điều chỉnh tăng thêm 5%, tác động lên CPI tăng khoảng 0,5%, giá ga tăng 10%, ước tính sẽ tác động làm CPI tăng khoảng 0,12%. Thiên tai và thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến sang quý 2/2020, dự báo CPI bình quân năm 2020 so với năm 2019 tăng 4,86%. Quý vị thân mến, vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh Gia Lai gieo trồng khoảng 1.500 hectare dưa hấu. Những năm trước, giá dưa hấu ở mức cao, người nông dân không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Song ở vụ năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, tình hình tiêu thụ dưa hấu đang gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 900 hectare dưa hấu sẽ được thu hoạch đầy trà trong khoảng thời gian từ 7 tới 10 ngày tới. Với sản lượng bình quân từ 50 đến 55 tấn một hecta, gần 50.000 tấn dưa hấu được thu hoạch trong bối cảnh chưa chắc chắn về đầu ra. Trên thực tế, thời điểm này tại Gia Lai vẫn có những vườn được các thương lái thu mua, song giá lại đang ở mức rất thấp, chỉ từ 700 đến 1.500 đồng một kg. Với nguồn đầu tư lớn thì theo tính toán, dưa hấu nếu được mua với giá 3.000 đồng một kg, nông dân mới hòa vốn. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tel Aviv Israel đã diễn ra hội chợ du lịch quốc tế thường niên khu vực Địa Trung Hải lần thứ 25. Nhiều doanh nghiệp du lịch của Việt Nam tham dự hội chợ, giới thiệu tới bạn bè quốc tế vẻ đẹp và tiềm năng đầu tư du lịch của Việt Nam. Dự lễ khai mạc, đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng cho biết, Israel là thị trường nhỏ nhưng rất tiềm năng, đặc biệt người dân Israel rất có thiện cảm và ngày càng quan tâm đến Việt Nam như một điểm đến tiếp theo của du lịch và đầu tư. Các cơ quan sở tại cũng ủng hộ việc mở rộng hợp tác du lịch và đầu tư giữa hai nước. Để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch cần chủ động và sáng tạo hơn trong cách tiếp cận, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, Israel và các nước Địa Trung Hải là một thị trường đầy tiềm năng với du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết kể từ khi cửa khẩu thông thương trở lại do phải tạm ngừng vì dịch COVID-19, đến 14 giờ ngày 12 tháng 2 đã có trên 6,5 ngàn tấn nông sản của Việt Nam được đưa xuất khẩu qua đây. Cụ thể, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tại cửa khẩu Lào Cai đã nhập tổng số 613 xe nông sản và xuất khẩu 363 xe. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 5,3 triệu đô la Mỹ với tổng lượng hàng hóa thông quan đạt gần 13.000 tấn. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam đạt kim ngạch gần 4 triệu đô la Mỹ với tổng lượng hàng hóa trên 6,5 ngàn tấn. Theo thông tin từ lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai, hiện lượng hàng hóa đang tiếp tục được các doanh nghiệp đưa lên Lào Cai khá nhiều nên dự kiến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đang tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Today Live sẽ còn mang đến thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm phía sau. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, hạnh phúc trong hôn nhân là điều mà hầu hết các gia đình trên thế giới đều mong muốn. Và với nhiều người Việt, một trong những bí quyết giữ gìn hạnh phúc chính là xây dựng một kế hoạch đầu tư cho hạnh phúc. Vì sao như vậy? Kính mời quý khán giả theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Là quốc gia đang phát triển, nước ta nằm trong nhóm nước có thời giờ làm việc bình thường theo tuần cao nhất thế giới, từ 48 giờ một tuần trở lên. Thế nhưng theo báo cáo của World Happiness Report 2019, Việt Nam đứng thứ 94 trên tổng số 156 quốc gia hạnh phúc trên thế giới và xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Con số này cũng thể hiện mối quan tâm về hạnh phúc của người Việt càng ngày càng được nâng cao. Như vậy, chất lượng cuộc sống cũng tăng lên đáng kể, trong đó mức độ hạnh phúc của người Việt được đo lường thông qua 3 chỉ báo: sự hài lòng về điều kiện kinh tế vật chất, môi trường tự nhiên, sự hài lòng về quan hệ gia đình xã hội, sự hài lòng về bản thân. Và hạnh phúc là mình cảm thấy vui vẻ, cái không khí gia đình đó nó vui vẻ, rồi dòm qua nhiều cái biểu hiện như là con cái ngoan, rồi tối 7 giờ chẳng hạn như vậy cùng nhau tập trung coi tivi. Hạnh phúc là đơn giản như vậy bởi vì là do mình cảm nhận. Nhận thức được tầm quan trọng của một kế hoạch đầu tư cho hạnh phúc, đó là cuộc sống không chỉ giàu có về tiền bạc, khoa học về lối sống, mà còn có cách biến cuộc sống của mình trở nên thú vị và ý nghĩa hơn nhờ hạnh phúc. Ở giai đoạn hôn nhân, thời điểm quan trọng của đời người, các bạn trẻ thường dành thời gian tìm hiểu người bạn đời của mình và lên kế hoạch nghiêm túc cho tình yêu. Hai người là phải còn có một cái đồng quan điểm và sự tin tưởng nhất định. Nói chung là không có ai được giấu giếm ai nha. Mình phải thật lòng. Ngoài cái mà là xây dựng gia đình cùng đi kiếm tiền để chia sẻ với nhau thì hai vợ chồng cũng phải đầu tư kinh tế vì cái vấn đề này rất là quan trọng. Có rất nhiều cách để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Chủ đề này được sự quan tâm và chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Thế nhưng thực tế để duy trì hạnh phúc gia đình không phải là điều đơn giản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, 10 năm trở lại đây, Việt Nam có hơn 1,3 triệu vụ án ly hôn được tòa án giải quyết. Khi áp lực và mâu thuẫn trong hôn nhân không được giải quyết, các gia đình sẽ khó vượt qua những cột mốc quan trọng trong hôn nhân. Nhiều chuyên gia tâm lý xã hội học cho rằng, có 4 giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân, đó là năm đầu tiên khi đám cưới, khi sinh con, sau 7 năm kết hôn và khi bước vào giai đoạn trung niên. Và nếu vượt qua, các cặp vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu. Cái việc đầu tư cho cái hạnh phúc gia đình, lập cái kế hoạch tài chính là cái việc nói chung là tối quan trọng. Chúng ta phải cân đối giữa cái thời gian làm việc cũng như là thời gian dành cho gia đình để làm sao mình cân bằng và để giúp cho gia đình mang lại cái không khí vui vẻ cũng như là những cái sinh hoạt gia đình cũng như cái sự quan tâm nhau hơn, tôn trọng và thương yêu nhau hơn. Như gia đình nhiều thế hệ này của anh Phạm Hồng Phúc, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Dù một thân lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và là lao động chính của gia đình, nhưng anh luôn dành thời gian cho vợ con. Những bữa cơm chiều thường bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Anh dành thời gian chia sẻ với vợ con những câu chuyện vui trong cuộc sống. Với gia đình anh chị, việc đầu tư thời gian chăm sóc gia đình chính là cách
giữ lửa hạnh phúc trong hôn nhân. Ngày nào tôi cũng dậy sớm tôi phụ vợ, lo mình cho con cái, cho con đi học, sau đó là đi làm. Chiều về thì về sớm cũng phụ vợ lo con cái, dạy dỗ con gái học hành. Thì trong ngày thì đi làm vất vả rồi, mình về cũng phải dành thời gian dạy dỗ con cái, cho nên người thì giờ đi làm cả ngày cũng mệt nhọc rồi, thì mình cũng bây giờ thì để lo cho con cái nó tốt hơn. Theo tôi nghĩ là bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn là được chồng quan tâm, chăm sóc gia đình, phụ giúp người vợ. Tôi cảm thấy cũng rất là may mắn khi anh ấy giờ vừa là đi làm kinh tế, rồi có về đi làm về sớm để phụ giúp gia đình. Thời gian anh rất là ít thời gian để dành cho bản thân anh. Một tuần thì khoảng một ngày anh dành cho bản thân anh thôi. Đa số dành cho vợ con, để chăm sóc con, rồi dạy con cái này kia. Nếu như mà anh tặng cho một món quà giá trị với việc mà anh dành thời gian cho gia đình, thì tất nhiên tôi sẽ chọn lại cái thời gian anh dành cho gia đình đi. Đó là đầu tư cho tương lai cho các bé nữa. Những bữa cơm tuy đơn sơ nhưng ấm áp, đây cũng là thời điểm gắn kết các thành viên với nhau để cùng bàn bạc kế hoạch tích lũy tài chính cho gia đình, đầu tư cho tương lai con trẻ. Chính vì thế, sự quan tâm, thấu hiểu để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống chính là bí quyết đơn giản nhất để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Với gia đình này, hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nắm tay nhau, xây dựng một ngôi nhà đầy tiếng cười cùng với các thiên thần nhỏ. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục Góc Chia Sẻ. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, nghĩa cử phát khẩu trang miễn phí đã và đang được thực hiện bởi nhiều cá nhân tổ chức trong suốt 2 tuần qua. Và có thể nói nỗ lực quan tâm đóng góp cho cộng đồng xuất phát từ những người trẻ lại càng đáng khích lệ và cảm kích hơn. Bé Andrew Đào Nguyễn, 12 tuổi là một điển hình như vậy. Xin chào Andrew, được biết là con đang phát khẩu trang miễn phí cho mọi người trong thời điểm dịch bệnh nCoV đang bùng phát hiện nay. Con có thể chia sẻ với chương trình vì sao con có ý tưởng này? Khi con vừa biết tin về dịch bệnh viêm phổi gây ra bởi virus corona, gia đình con bắt đầu đeo khẩu trang để phòng bệnh. Sau đó con thấy không nhiều người đeo khẩu trang và con được biết nhiều người bán tăng giá khẩu trang để trục lợi. Con thấy điều đó rất sai trái và nghĩ rằng chúng ta nên làm gì đó. Sau đó con đã đưa hết tiền lì xì Tết và tiền để dành cho mẹ và nhờ mẹ kiếm nguồn khẩu trang đúng giá để mua và phát cho mọi người. Con làm việc này bao lâu rồi? Chắc khoảng 2 tuần rồi. Con không nhớ rõ lắm. Và ban đầu khi con chia sẻ ý tưởng này cho ba mẹ, bạn bè, mọi người đã có phản ứng thế nào? Mọi người đều rất ủng hộ con. Mọi người giúp con kiếm nguồn hàng mua khẩu trang đúng giá. Con đã mua rất nhiều thùng khẩu trang. Hiện tại còn lại khoảng 2 thùng thôi. Con dự định sẽ dùng bao nhiêu tiền để mua khẩu trang phát tặng cho mọi người? Con đưa cho mẹ 10 triệu tiền để dành và ba mẹ cũng góp thêm vào nữa. Con không biết số tiền chính xác. Con có thể hỏi mẹ con. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá trầm trọng và chúng ta chưa biết khi nào có thể kiểm soát được hoàn toàn. Bản thân con có suy nghĩ như thế nào và theo con chúng ta cần phải làm gì? It is a deadly virus. Dịch bệnh sẽ dễ lây lan. Do đó chúng ta nên hạn chế chỗ đông người. Nhưng cũng không quá đáng sợ nếu chúng ta tắm, rửa tay, vệ sinh sạch sẽ và luôn đeo khẩu trang để phòng bệnh. Xin cảm ơn con đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chuyên mục Góc Chia Sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin Today Live ngày hôm nay. Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.